Xin chào tất cả các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp ăn chia tổng giải thưởng là 50.000 top căn BHN dành cho 5.000 slot nha bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click vào link mô tả dưới video mà tôi đang sẽ tắt chatbot nè. Kèo này random với các bạn. Sao mà bấm lên tùm lum với tiếng ta. Hai em. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nè các bạn. Ôi, mới có ngàn mấy à, các bạn làm nhanh các bạn. Rồi, các bạn bắt đúp lên nè. Các bạn join tiếp kênh seller nè. Rồi, xuống đây các bạn bấm vào, coi còn đã join chưa. Các bạn join hết 4 kênh luôn các bạn. Trên đây cũng vậy ta, 8 kênh ta. Rồi, các bạn xuống để mà bấm continue các bạn. Rồi, tiếp tục các bạn chọn Discord. Submit Discord username. Các bạn chọn cho Discord nha các bạn. Rồi, các bạn chọn trang web cho máy tính. Các bạn chấp nhận là mờ nữa các bạn. Kèo này kèo khá là ngon các bạn. Ngân đâm cho 5.000 người vậy. Vào thì bấm vào verify các bạn. BB clipboard. Các bạn tiết vào dấu tiết nha các bạn. Quên anh ra một người khác đã phản hồi. Rồi sau đó thì các bạn chọn quốc gia Việt Nam nha các bạn. Rồi các bạn chat một câu good I up. Rồi các bạn copy cái username Discord mình này các bạn. Rồi bạn sao chép nè. Bạn gửi lên cho bot nè. Phải các bạn. Sao chép đi nè. Bạn dán vô đây nè. Rồi bạn gửi cho bot nè. Tiếp tục follow tờ Twitter và điền lại username nè. Trên tờ Twitter đó các bạn theo dõi nha các bạn like nè, các bạn tweet lên nè. Rồi sau đó bạn điền lưu xin em tờ Twitter của tất cả bạn ở cộng win VNH9 nè các bạn. Ai submit link và tan 3 người bạn. Rồi các bạn vào đây các bạn tự quit bot nó bay nữa nè. Rồi các bạn hoàn tất test lại đi các bạn. Rồi các bạn chỉ dẫn tự quit nè. Các bạn tăng 3 người bạn mình vào các bạn. Tự quit nè. Rồi sau đó các bạn tắt lên nè. Các bạn tự Twitter các bạn trở lại nè các bạn. Đây các bạn nhớ file của mình nè. Các bạn dùng hồ sơ nè. Rồi bạn bấm vào chia sẻ nè. Sau chia thông kết nè. Gửi lại cho bot nè. Like và request and submit link request đúng không? Sau đó các bạn điền địa chỉ bên bi sao bạn trên bet 20 trên YouTube Wallet của mình nha bạn. Sao chép. Chỗ này khá là ngon các bạn làm nhanh các bạn. Rồi các bạn bấm vào balance sheet để check số cần mình kiếm được nha các bạn. Ok mình đã nhận được 10 top cần B2B nè, B2N. Còn gì lên ghép gì xe trong bè cái thằng kiếm được cần các bạn. Vậy video mình đã kết thúc. Mình chào tạm biệt bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.